Netizen Trung Quốc ấm ức tại sao gia đình giàu có Việt Nam không dùng đồ sản xuất tại Đại Lục. Kính chào các bạn khán giả của kênh Netizen Đông Lào. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen có đăng tải video có tiêu đề "Có phải tất cả đồ dùng gia đình sử dụng trong gia đình Việt đều được nhập khẩu? Tất cả đều là hàng cao cấp phải không?" Video đã khiến cư dân mạng Trung Quốc hết sức bất ngờ và đại bộ phận netizen xứ tỷ dân đều cảm thấy vô cùng tò mò và để lại nhiều bình luận tranh cãi khác nhau. Cùng netizen Đông Lào hóng xem phản ứng của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Có thể coi đây là một gia đình thượng lưu, đồ gia dụng hầu hết đều được nhập khẩu và của con rể cũng vậy. Con rể đến thăm à? Vậy là anh ta cũng giàu có, tôi chưa bao giờ nhìn thấy tủ lạnh trong phòng của một gia đình bình thường. Ít nhất phải đặt nó trong một căn phòng lớn, nếu không tủ lạnh sẽ không chịu được sự tản nhiệt trong phòng. Người Việt Nam không được coi là giàu, họ chỉ cao hơn người khá giả ở Trung Quốc một chút mà thôi. Hiện nay, nhiều người ở Trung Quốc có vài ngôi nhà với tài sản trị giá vài triệu đô la Mỹ, cũng có nhiều người giàu với tài sản trị giá hàng chục triệu đô la Mỹ. Vì sao giới nhà giàu Việt mê mẩn thế hệ nhà giàu thứ hai Trung Quốc vậy? Tôi không phải thế hệ giàu có thứ hai, tôi là thế hệ phá hoại thứ hai. Đây là một người giàu không thể so sánh được, ở Việt Nam không có nhiều người giàu như vậy. Chẳng phải người Trung Quốc luôn nói người Việt nghèo sao? Nhà tôi trang trí đẹp hơn nhà này, đồ nội thất bằng gỗ gụ. Ai cho rằng Việt Nam nghèo thì chỉ là truyền thông ngày xưa chưa phát triển mà họ chỉ hiểu được thông qua tin tức chính thống thôi, bạn biết rồi đấy. Cảm ơn bạn, làm sao bạn nhận ra vậy? Mức sống ở các thành phố ven biển ở Việt Nam cũng tương tự như ở các thành phố ven biển ở Trung Quốc, mức sống ở các vùng nội địa khác thấp hơn một chút, khắp nơi đều có người nghèo và người giàu. Khi nói về nghèo đói, chúng tôi muốn nói đến nó với tư cách tổng thể chứ không phải cá nhân. Trung Quốc vẫn là một quốc gia đang phát triển. Khắp nơi đều có người nghèo, người giàu, nếu mọi gia đình Việt Nam đều như gia đình này thì Việt Nam đã trở thành nước phát triển từ lâu rồi. Ở Việt Nam có rất nhiều người giàu, không nghèo như bạn nói đâu. Đặc biệt trong 15 năm qua, với tốc độ phát triển chóng mặt, số lượng người Việt Nam làm việc tại Trung Quốc đã giảm đáng kể. Tài sản của bạn tôi có thể mua cho bạn một thị trấn ở nông thôn. Bạn ở Việt Nam giàu lắm, nhà trang trí đẹp thế, sao bạn lại ở Trung Quốc? Nên kinh doanh ở Trung Quốc hay kết hôn ở Trung Quốc? Đây có phải là một gia đình bình thường không? Rất ít người ở Trung Quốc sử dụng điều hòa Daikin vì giá đắt quá. Ở Trung Quốc có rất nhiều thương hiệu để bạn lựa chọn, nếu không có lựa chọn thì dù đắt đến đâu cũng phải mua nếu muốn sử dụng. Đất nước Việt Nam nghèo không có nghĩa là cá nhân nghèo, họ phải giàu về kinh doanh. Bây giờ Việt Nam không còn nghèo nữa, trình độ kinh tế của Việt Nam và Quảng Tây cũng ngang nhau. Việt Nam phát triển nhanh chóng trong 10 năm qua. Đúng là ở Việt Nam có rất ít đồ điện tử thương hiệu Trung Quốc, trong đó có xe máy. Tôi đoán đó là vì họ không tin tưởng chúng ta. Hình như bạn đã đến Việt Nam phải không? Thành thật mà nói, tôi không tin tưởng vào thương hiệu của chính đất nước mình. Họ không có quan hệ tốt với Trung Quốc, mù quáng đoán rằng có rất nhiều thương hiệu Mỹ, Nhật, Hàn ở đây. Hầu hết các thiết bị điện được người dân Trung Quốc sử dụng đều là thương hiệu nước ngoài hoặc liên doanh, bạn có thể tin tưởng ai? Mấu chốt là hàng Trung Quốc đẹp nhưng không dễ sử dụng, dễ hỏng và có nhiều hàng nhập khẩu song song. Vài năm trở lại đây, xe máy sản xuất trong nước đã hủy hoại thị trường, người dân Việt Nam không còn tin tưởng vào chúng nữa. Ở Trung Quốc còn có người không tin tưởng chính chúng ta, dùng đồ này 10 năm cũng không có vấn đề gì. Trên thực tế, tất cả họ đều có ác cảm với chúng ta. Các thương hiệu Trung Quốc không đáp ứng được kỳ vọng ở đó, và ngay cả với hậu mãi trong nước, làm sao chúng có thể cạnh tranh ở thị trường nước ngoài. Người dân vẫn rất giàu có, họ được sử dụng đất vĩnh viễn. Chỉ là đất vĩnh viễn thôi sao, tôi phải bắt đầu từ đâu để sở hữu nó? Không hiểu thì đừng giả vờ hiểu. Việt Nam cũng là nước xã hội chủ nghĩa, không có đất tư nhân. Ở đất cố định chắc chắn sẽ có người mất đất, trở thành vô gia cư, không biết ghen tị cái gì. Họ đều đi xe máy cả, không biết có tính là giàu không. Bạn không còn gì để nói sao? Người Việt giàu không đại diện cho toàn bộ người Việt, người nghèo ở Việt Nam thậm chí không có nơi để định cư. Đất vĩnh viễn phải kèm theo thuế đất hoặc thuế tài sản và nhất định phải thu hàng năm. Tất cả những gì bạn biết là những người Việt giàu có, người Việt ngày xưa ham rẻ nhưng sau lại ngại sử dụng nên giờ họ sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để mua xe máy, đồ gia dụng của Nhật, Hàn.
Bạn nói đúng, người Việt Nam đã khổ vì xe máy tàu. Đó là sự thật, không chỉ ở xe máy thôi đâu. Xe máy Việt toàn là thương hiệu lớn, Yamaha có nhiều ở đây. Tôi lại thích nhiều sản phẩm sản xuất trong nước, chất lượng cao, giá thành rẻ, sản phẩm trong nước khá tốt. Nói đến xe máy, không phải chất lượng của Trung Quốc kém mà chính sự xung đột nội bộ và cạnh tranh giá rẻ của người dân Trung Quốc lúc bấy giờ đã dẫn đến chất lượng không theo kịp. Hơn 50% số lượng xe máy sản xuất tại Trung Quốc đã giảm dần. Các bạn ơi, cái gọi là đỉnh cao chỉ là điều vô nghĩa. Khi đó, xe máy nội địa chỉ là thị trường ngách ở thị trường Việt Nam, chủ đạo luôn là xe máy Nhật Bản. Chỉ cần nhìn vào cách tiếp thị trực tuyến thông thường của các nhà sản xuất trong nước, họ tuyệt vời đến mức nào. Những gì người dân địa phương ở Việt Nam nói là đúng. Tôi ở Việt Nam đã nhiều năm, theo tôi biết thì xe máy sản xuất trong nước thời đó ở Việt Nam cũng có lượng bán ra nhất định nhưng chắc chắn chỉ là một thị phần nhỏ và không thể vượt quá 50%. Một số nhà sản xuất xe máy Nhật Bản đã thành lập nhà máy tại Việt Nam. Việt Nam thân Mỹ nên dùng đồ Âu, Mỹ, Nhật, Hàn là chuyện bình thường. Chất lượng nói lên điều đó. Tại sao xe máy tàu thất bại và trở nên độc lập hơn vào những năm 1990? Chất lượng đã nói lên tất cả, còn lại là vô nghĩa. Tôi nghĩ độ dày của ví vẫn quan trọng hơn. Trung Quốc đã hủy hoại danh tiếng của mình. Tôi đã đến Việt Nam và thực sự có rất ít sản phẩm của Trung Quốc. Bây giờ ở Trung Quốc có rất nhiều người sử dụng iPhone và lái xe Toyota. Vậy họ thân Mỹ và Nhật à? Sẽ ra sao nếu doanh nhân Việt không chọn hàng rẻ rồi bán lại nhỉ? Tôi không hiểu câu này của bạn muốn diễn đạt điều gì. Doanh nhân Việt thích mua hàng giá rẻ từ Trung Quốc về Việt Nam bán. Thay vì mua hàng tốt từ Trung Quốc, họ thà mua hàng tốt từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Điều này dẫn đến chất lượng hàng hóa cấp thấp của Trung Quốc bị kém hơn. Nhà máy của chúng tôi sản xuất tủ lạnh cũng là một nhà máy lớn ở Trung Quốc. Thành thật mà nói, chúng tôi không có nhiều đơn đặt hàng từ các nước xung quanh Trung Quốc. Thỉnh thoảng chúng tôi nhận được đơn đặt hàng từ Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản, nhưng họ đều sản xuất tủ lạnh nhỏ. Điều buồn cười là chúng tôi vẫn sử dụng chúng khi làm ra các sản phẩm Hàn Quốc. Đây là tầng lớp trung lưu ở Việt Nam, mức tiêu dùng hàng ngày của người giàu ở nước nào cũng như nhau. Hầu hết xe máy trên đường phố đều là xe Suzuki của Nhật Bản. Yamaha rất tốt về sức mạnh và đây cơ bản là những chiếc xe ở Đông Nam Á. Nếu bạn muốn mua một chiếc ô tô có sức mạnh như ở Trung Quốc hiện nay thì bạn không thể mua được. Chiếc máy điều hòa này có giá hơn 10.000 tệ, nhìn gần trông hơi cồng kềnh. Những thiết bị này thực sự không hề rẻ. Người Việt Nam giàu có quá, giàu hơn chúng ta rất nhiều. Có rất nhiều phần mềm ở Trung Quốc có thể xem được camera giám sát ở Việt Nam và Myanmar. Tôi nói đều là hàng Trung Quốc, bạn có tin không? Đây không phải là một ngôi nhà bình thường phải không? Trung Quốc không phải không có khả năng sản xuất ra sản phẩm chất lượng cao, các nhà sản xuất nhỏ cạnh tranh khốc liệt, các nhà sản xuất lớn cũng theo xu hướng tương tự. Để tiết kiệm chi phí, họ thay thế động cơ lõi đồng bằng động cơ nhôm mạ đồng, giảm kết cấu chắc chắn xuống mức thấp nhất, rất yếu ớt. Những máy tiên tiến hơn ở Trung Quốc đều thông minh và bất kỳ chức năng nào cũng có thể được bật chỉ bằng một câu nói.